Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Shop Fresh sau địa số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt và tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Có anh Phương ở Cao Bằng thì có anh nhắn tin cho tôi là em ơi, anh đang muốn mua một con tủ phân khúc hơn 20 triệu thì em quay trực tiếp cho anh một con tủ ở trong phân khúc này được không? Thì để anh mua luôn vì anh không xuống xem được. Thì nhân tiện cái tin nhắn của anh thì tôi cũng sẽ quay chi tiết một con tủ Hitachi để cho anh xem cũng như các bạn xem, chúng ta có thể có nhu cầu chúng ta có thể gọi điện cho tôi để được tư vấn thêm nhé. Thì trước mắt các bạn là một con tủ của Hitachi. Một con tủ Hitachi phân khúc hơn 20 triệu rất là đáng để chi tiền. Và cụ thể luôn thì con tủ này tôi báo giá luôn là 23 triệu các bạn nhé. Thì các bạn có nhu cầu có thể là liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại là 0966 937 999, hoặc những khách hàng ở gần ở Hà Nội có thể đến xem hàng trực tiếp tại kho hàng Nhật Shop Fresh sau địa số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi xem chi tiết cái mẫu tủ này các bạn nhé. Trước mắt các bạn là một con tủ Hitachi mặt sơn. Đấy. Phân khúc hơn 20 triệu rất là đáng tiền. Và như tôi đã nói từ đầu clip thì nó là một con phân khúc tủ 23 triệu. Chúng ta sẽ cùng xem về ngoại hình và xem về nội ngoại thất của nó, về nội thất của nó các bạn nhé. Đấy. Nhìn về ngoại hình thì đây là một con tủ ở trong lô hàng đấu giá nên là chất của nó rất là đẹp và mượt mà. Nếu mà những ai dùng sành hàng Nhật nhìn cái là biết ngay đúng không ạ? Đấy. Các bạn nhìn cái chỗ bóng này thì nó không phải là sơn lại đâu nhé. Nếu những ai mà có một tí kinh nghiệm về sơn nhìn thấy bóng này sẽ nghĩ là sơn lại nhưng không phải. Cái chỗ này là bên kia họ có đánh dấu tích vào đây. Chắc là anh em họ lấy một cái gì để họ lau. Đấy thì nó tạo ra vết bóng rồi. Chứ không phải là sơn tút đâu. Tôi cam kết là nguyên bản 100% nên các bạn cứ yên tâm. Đấy. Về hai bên thành vách thì đều đẹp cả. Đúng không ạ? Ngoại hình trước mặt cũng được đánh giá làm con tủ rất là đẹp. Nói về tủ mặt sơn mà đi chúng ta soi kỹ thì chúng ta không thể tránh được những cái vết xước vết móp nhỏ nhỏ. Thế nhưng nhìn tổng thể như thế này. Đấy, không có những cái vết xước vết móp to, chúng ta không, đấy là tôi đang nói là đẹp đẹp nguyên bản nhé. Chứ còn nếu mà mông má chỉnh sửa thì tôi không nói. Nhiều khi những cái tủ bãi về đấy họ phải sơn tút lại toàn bộ cái cánh tủ. Đấy, vì nó xước móp nhiều quá, không thể nào mà xử lý được thì họ phải sơn lại toàn bộ. Đấy thì những cái con tủ của chúng ta để nguyên bản như thế này mà nó được đẹp như thế này thì là một con tủ mà chúng ta được đánh giá là một con tủ chất lượng đẹp rồi. Đấy, tôi nói rất là khách quan đấy, chứ không phải là nói hay về con tủ này để bán được con tủ này đâu nhé. Con này thì nó được thiết kế cái bảng điều khiển ở bên ngoài để điều chỉnh độ lạnh ở các ngăn. Và tôi sẽ có clip hướng dẫn và có ảnh dịch tiếng Việt để chúng ta rất dễ điều chỉnh thôi. Nói qua một chút về cái bảng điều khiển này thì nó sẽ để điều chỉnh các ngăn, ví dụ như ngăn đông này. Đấy, to nhỏ, trung bình, ngăn mát này, cũng to nhỏ trung bình, ngăn đá rơi này, đá rơi rồi ngừng rơi. Đấy. Tăng cường độ lạnh, ngăn hút trên không. Đây là một con bản cao cấp của Hitachi và được trang bị tất cả những cái công nghệ hay. Đấy, công nghệ làm lạnh tuần hoàn này, Ecolavi là cảm biến thông minh giúp tiết kiệm điện và bảo quản đồ ăn được tốt hơn, hay là công nghệ làm lạnh tạo ẩm khử mùi diệt khuẩn thì đều có cả. Rồi chúng ta sẽ đi vào xem về cái nội thất của con tủ này. Tôi sẽ quay xa ra một chút để cho các bạn xem. Con này là một con tủ dung tích là 500 lít, vừa đủ để cho một gia đình dùng. Công nghệ kép hút trên không và cấp đông mềm. Đấy. Khoang này chúng ta có thể để thịt cá để chúng ta để đồ ăn sống được, nhưng mà đa số thì chúng ta hay tận dụng để đồ ăn chín. Vì ngăn này nó là một cái ngăn mà sẽ tạo môi trường chân không, vi khuẩn không phát triển được. Và đồ ăn sẽ rất là sạch. Đây là hai khay để đựng trứng. Đấy. Thì chúng ta có thể để những cái đồ ăn nặng mùi vào đây, ví dụ như sầu riêng hay là mắm tôm để vào đây thì bên ngoài cũng sẽ không bị lẫn mùi. Một cái khay để đựng nước để làm đá này. Nội thất tủ nhìn chung là nó còn đẹp. Bên dưới này là một ngăn đá rơi. Một muôi để múc đá này. Cái này thì chúng ta đá nó đầy nó sẽ tự ngừng rơi các bạn nhé. Đấy. Còn bên này thì là một khoang đông nhỏ, chúng ta có thể để kem và sữa chua, và khi mà đá nó đầy nó à khi mà đá bên kia đầy chúng ta có thể san bớt đá sang bên này, thậm chí chúng ta có thể để thịt cá luôn ở khoang này cũng được. Nó chia khoang như thế này thì để đồ ăn sạch sẽ hơn và đỡ tốn điện hơn, nó đỡ mất nhiệt. Ở khoang đông lớn này thì được chia thành ba ba khoang, ba ngăn. Đấy. Tất cả các ngăn này chúng ta đều có thể tháo rời. Chúng ta nhìn thấy nội thất của nó cũng rất là mới.
với phân khúc tủ khoảng hơn 20 triệu một chút như thế này, 23 triệu. Thì những con này là những con mà chúng ta có thể yên tâm để chúng ta chi tiền. Đấy, 500 lít và đủ hết công nghệ. Hàng hiện tại đang có sẵn tại kho Nhật Bùi Huy ở số 15 ngõ 24 đường Ngô Việt. Ngoài ra thì tôi cũng còn rất nhiều những cái sản phẩm khác. Sản phẩm tủ lạnh, máy giặt, các thứ còn rất là nhiều các bạn nhé. Các bạn có thể đến để xem hàng trực tiếp. Rất là nhiều để cung cấp cho chúng ta. Và tất nhiên rồi, tất cả những cái sản phẩm mà tôi cung cấp ra thì bằng cái kinh nghiệm cũng như là bằng cái kiến thức về sản phẩm lâu năm thì tôi sẽ chọn được cho các bạn những cái con tủ nó chất lượng để chúng ta về dùng nó xứng đáng với đồng tiền mà chúng ta đầu tư ra. Cảm ơn các bạn nhé và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.